Cục Hàng không Việt Nam vừa lên tiếng phủ nhận việc xếp hạng hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á năm 2014 của tờ The Guide to Sleeping in Airport. Theo Cục Hàng không, kết quả bình chọn trên trang mạng The Guide to Sleeping in Airport là chưa phản ánh được đầy đủ khách quan về chất lượng dịch vụ sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đại diện Cục Hàng không cho rằng trang mạng này không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không. Việc xếp hạng cảng hàng không thuần túy dựa trên việc bình chọn của người truy cập qua mạng. Dù vậy, Cục Hàng không vẫn coi các đánh giá trên là một thông tin quan trọng để có các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các sân bay, trong đó có hai sân bay trên. Mới đây, The Guide to Sleeping in Airport đã công bố danh sách những sân bay tệ nhất châu Á năm 2014 dựa theo bình chọn của các du khách khắp nơi trên thế giới. Việt Nam có hai sân bay lọt vào danh sách này là nội bài và tân sơn nhất. Do các sân bay này bị du khách đánh giá là quá đông đúc, điều hòa hoạt động kém, mạng wifi chập chờn và thiếu vệ sinh.